Chào các bạn, mình là Lê Thị Mộng Kha, học sinh lớp 8A1, là học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở Phan Chu Trinh. Hôm nay đến với cuộc thi kể chuyện và giới thiệu sách trực tuyến của tỉnh An Giang năm 2023. Mình xin được giới thiệu cho mọi người biết về cuốn tài liệu giáo dục phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu trong trường mầm non, trường phổ thông, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sau đây em xin giới thiệu sơ qua về cấu trúc của quyển sách. Quyển sách gồm 4 phần, sau đây em xin thông qua từng phần. Phần 1, cơ sở triển khai giáo dục phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu. Phần 2, một số vấn đề về phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu. Phần 3, tổ chức giáo dục về phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu trường trung học cơ sở. Phần 4, một số ví dụ minh họa về giáo dục phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu trung học phổ thông. Ví dụ 1, hoạt động trải nghiệm hiệp sĩ trái đất. Ví dụ 2, hoạt động trải nghiệm đừng sợ thiên tai. Ví dụ 3, tìm hiểu thêm về lũ quét. Quyển sách này em ấn tượng nhất là phần 3, tổ chức giáo dục phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu trong trường trung học cơ sở. Ra em còn ấn tượng với nghệ thuật văn bản. Văn bản là văn bản thông tin, đề mục quyển sách rõ ràng, có những hình ảnh phi ngôn ngữ hấp dẫn, sơ đồ, các số liệu, bằng chứng khoa học thuyết phục, ý nghĩa, tư liệu tham khảo cho nhiều môn học như địa lý, ngữ văn, đặc biệt là môn hoạt động trải nghiệm, là nguồn tư liệu bổ ích cả học sinh và giáo viên, giúp mình phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu. Cuối lời, em xin chúc cuộc thi kể chuyện và giới thiệu sách trực tuyến của tỉnh An Giang năm 2023 được thành công tốt đẹp. Em mong rằng cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu quý giá, sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho giáo viên và học sinh về phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu. Em xin kính chào.